Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin để thành trùm của trùm. Tổng Trọng chuyển từ một mông hai ghế sang thế hai tay xoay bốn ghế. Sau 2 năm đấu đá, ông Nguyễn Phú Trọng đã ra tay dẹp được trụ chủ tịch nước không thuận mắt và thay vào đó là một thuộc hạ thân cận. Đó chính là ông Võ Văn Thưởng. Xem như trong tứ trụ có 4 thì còn hai phe, phe ba trụ và phe một trụ. Ông Thủ tướng Phạm Minh Chính giờ đây lấy một chọi ba trăm bể khó khăn. Lo ông Trọng vẫn đang cần thêm củi gộc, đốt xong củi Nguyễn Xuân Phúc, giờ đây có thông tin ông Nguyễn Phú Trọng hướng mục tiêu vào trụ thủ tướng để thổi, và nếu bay được trụ này thì sẽ gây chấn động dư luận. Lúc đó ông Nguyễn Phú Trọng sẽ thâu tóm toàn bộ quyền lực mà không cần phải kiêm nhiệm thêm chức chủ tịch nước như trước đây nữa. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng muốn thành trùm của các ông trùm. Ông Nguyễn Phú Trọng khi hạ được đối thủ chính trị mạnh nhất đời ông, đó là ông Nguyễn Tân Dũng, thì càng ngày tham vọng quyền lực của ông càng lớn. Bài thâu tóm quyền lực của ông Nguyễn Phú Trọng bắt đầu khi ông lấy được chiếc ghế chủ tịch nước của ông Trần Đại Quang bị chết đột ngột vì một loại virus lạ. Việc thâu tóm ghế này giúp ông Nguyễn Phú Trọng trở thành người tương tự như ông Tập Cận Bình ở Trung Quốc khi mà ông kiêm nhiệm luôn chức Tổng Bí thư Đảng và chức chủ tịch nước. Tuy nhiên, khi thâu tóm được hai ghế, ông Trọng cũng không có được quyền thế lực tuyệt đối như Tập Cận Bình, mà ông Trọng vẫn bị tấn công. Cú đột quỵ bí hiểm tại Kiên Giang được cho là một cái tát vào tham vọng của ông Trọng. Sau đó, ông Trọng đã phải nhả chiếc ghế chủ tịch nước cho Nguyễn Xuân Phúc ở đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Không biết ông Nguyễn Phú Trọng nhả ghế cho ông coi nhẹ chiếc ghế chủ tịch này, hay ông phát hoảng vì chiếc ghế chủ tịch nước mang lại đại họa cho ông. Thực tế cho thấy tham vọng muốn thâu tóm quyền lực của Nguyễn Phú Trọng không hề giảm đi sau khi ông nhả chiếc ghế chủ tịch nước ra, mà ngược lại tham vọng của ông còn lớn hơn. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính được cho là mục tiêu kế tiếp của ông Nguyễn Phú Trọng. Cuộc chiến cung đình sau 2 năm đại hội 13 đã biến ông Nguyễn Phú Trọng thành người có thể lực áp đảo trong tứ trụ. Hiện nay một mình ông điều khiển được 3 chiếc ghế theo ý muốn của mình. Đó là ghế Tổng Bí thư, là ghế ông đang ngồi, ghế Chủ tịch Quốc hội và hiện nay thêm ghế Chủ tịch nước. Vậy là hai tay ông đã xoay được 3 chiếc ghế, nên thế lực của ông hiện nay còn mạnh hơn lúc ông ngồi 2 ghế sau khi ông Trần Đại Quang bị chết đột ngột. Nếu quật được ghế Thủ tướng, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ ra được người ông chám vào đó. Đến lúc đấy, hai tay ông Trọng có thể xoay được cả 4 ghế trong tứ trụ. Nếu quật được đương kim Thủ tướng, ông Trọng cũng sẽ có sức mạnh quyền lực hơn lúc ông ngồi 2 ghế rất xa. Quật được trụ Thủ tướng cũng làm cho việc dọn đường cho thuộc hạ của ông leo lên thay ông làm Tổng Bí thư được thuận tiện hơn rất nhiều. Vụ Việt Á đã kéo ông Nguyễn Xuân Phúc đổ nhào, vụ chuyến bay giải cứu đã kéo ông Phạm Bình Minh đổ theo. Và nhờ đó ông Trọng đưa được Trần Lưu Quang áp sát và nách ông Phạm Minh Chính. Chỉ cần Trần Lưu Quang vào được Bộ Chính trị thì xem như việc chuẩn bị người thay thế cho Phạm Minh Chính đã sẵn sàng. Việc còn lại là thổi bay chiếc ghế Thủ tướng nữa là xong. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính tăng cường ảnh hưởng trong Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, trụ Thủ tướng không phải là trụ dễ xơi như trụ Chủ tịch nước. Chế độ này có hai thanh gươm, đó là công an và quân đội. Ông Nguyễn Phú Trọng đang nắm công an, còn ông Phạm Minh Chính thì đang nắm một nửa quân đội. Nửa còn lại là ông Nguyễn Phú Trọng gây ảnh hưởng. Điều đáng nói là nhóm lợi ích quân đội có liên quan đến vấn đề kinh tế thì hầu hết là thân cận với ông Thủ tướng. Trong thế một chọi ba trong tứ trụ, Phạm Minh Chính đang muốn gia cố thành trì của ông trong Bộ Quốc phòng để trụ vững trước đòn thủ của phe địch. Vào ngày 4 tháng 3 năm 2023 vừa qua, ông Phạm Minh Chính cùng với ông Phan Văn Giang thăm Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel và làm việc về hoạt động nghiên cứu sản xuất công nghệ cao của Viettel. Chuyến thăm này được xem là cách ông Phạm Minh Chính củng cố vai trò của ông đối với quân đội, đặc biệt là mảng kinh tế quốc phòng. Ông Chính cũng biết phải làm gì để đứng được trong tứ trụ lúc này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin để thành trùm của trùm, Tổng Trọng chuyển từ một mông hai ghế sang thế hai tay xoay bốn ghế.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tân Hiệp Phát đã đến hồi tàn, con gái ông Trần Quý Thanh bị điều tra. Tân Hiệp Phát là một doanh nghiệp độc tài không khác mấy Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng. Nhiều lần người tiêu dùng phát hiện trong chai của Dr. Thanh và Number One có ruồi, đều bị ông Trần Quý Thanh dùng tiền đè bẹp người tố cáo, kể cả dùng cách gài bẫy không mấy quang minh chính đại. Năm 2015, Tân Hiệp Phát đã khiến công luận xôn xao với vụ chai nước ngọt Number One có con ruồi. Lúc đó đã có một số ý kiến cho rằng đó là hồi kết của một doanh nghiệp, nhưng không biết có thế lực nào đó đã chống lưng giúp Tân Hiệp Phát phản công. Ông Võ Văn Minh, người tố cáo vụ việc, bỗng trở thành tội phạm và phải lĩnh án 7 năm tù. Cả tòa sơ thẩm và tòa phúc thẩm đều làm việc như được chỉ đạo vậy. Đây là hình ảnh con gái ông Trần Quý Thanh bị điều tra về tội trốn thuế. Thời kỳ của Đảng Cộng sản Việt Nam cai trị là thời kỳ mà đồng tiền đè bẹp lên đạo đức. Nhiều doanh nghiệp thất đức cứ ngang nhiên tồn tại mà không sợ bị xã hội lên án, bởi nó có tiền và chính quyền luôn đứng về phía nó. Tập đoàn Masan của đại gia Trần Đăng Quang cũng là một ông trùm về thực phẩm hóa chất này. Ông đã từng lên kế hoạch đánh chết nước tương và nước mắm truyền thống. Kết quả không diệt được nước tương và nước mắm truyền thống, mà ngược lại đã bị vạch mặt là thâm hiểm và gian trá trong chiến dịch vùi dập nước mắm truyền thống nhiễm arsen trước đây. Doanh nghiệp bẩn dùng tiền chi phối chính quyền đã được chính quyền dung túng cho doanh nghiệp làm bậy. Đó là cách mà Tân Hiệp Phát đã dùng trong vấn đề lùm xùm đất đai vào năm 2019. Tập đoàn nước giải khát Tân Hiệp Phát đã trúng thầu đấu giá lô đất vàng 79.400m2 tại khu đất ở huyện Côn Đảo với giá 537 tỷ đồng. Lưu ý, khu đất này lúc đầu đấu giá công khai với giá khởi điểm là 537 tỷ đồng, Tân Hiệp Phát còn trúng đấu giá 3 khu đất vàng khác cũng ở Bà Rịa, Vũng Tàu. Sau đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu giao cho công an điều tra khu đất vàng của Tân Hiệp Phát trúng đấu giá. Tuy nhiên, kết quả cũng không đi đến đâu. Tân Hiệp Phát đều ém được những vụ sai phạm này. Ngoài ra, Tân Hiệp Phát cũng ém gọn những vụ liên quan đến đất đai ở Đồng Nai. Đây là hình ảnh Tân Hiệp Phát trong quá khứ dính rất nhiều các vụ scandal. Vào ngày 6 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết họ đang điều tra về hành vi trốn thuế và giúp sức cho người khác trốn thuế đối với bà Trần Uyên Phương, con gái ông chủ Tân Hiệp Phát, Trần Quý Thanh. Bà Trần Uyên Phương là phó tổng giám đốc tập đoàn nước giải khát Tân Hiệp Phát. Hành vi mà cơ quan điều tra xác định là khai báo sai giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất có dấu hiệu phạm tội trốn thuế, quy định tại điều 200 Bộ luật hình sự. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cũng có văn bản gửi cục thuế thành phố Hồ Chí Minh đề nghị cử giám định viên để tiến hành giám định và đánh giá về chênh lệch tiền thuế tại thời điểm thỏa thuận chuyển nhượng. Vào năm 2014, ông Trần Quý Thanh cũng đã mời được ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm nhà máy Number One tại tỉnh Hà Nam. Khi đó, ông Nguyễn Phú Trọng kéo theo có ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Công Thương, ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển và Nông thôn. Còn các lãnh đạo tỉnh Hà Nam thì khúm núm đi theo sau lưng ông Nguyễn Phú Trọng và Trần Quý Thanh. Đây là hình ảnh ông Trần Quý Thanh mời được ông Nguyễn Phú Trọng đến thăm nhà máy của mình. Ông Trần Quý Thanh là người được xem là có số có má trong giới đại gia, bởi ông đã mời được ông Tổng Bí thư đến thăm nhà máy, thì đấy là một sự bảo chứng cho sức mạnh ngầm. Và từ đó, ông Trần Quý Thanh đè bẹp bất cứ ai muốn nhắm vào ông. Vụ con gái ông Trần Quý Thanh liên quan đến đất đai đã kéo dài gần 4 năm, nhưng chính quyền thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa gãi ngứa được gia đình ông Trần Quý Thanh. Không biết lần này công an thành phố Hồ Chí Minh có khởi tố và bắt giam con gái ông trùm nước ngọt này hay không. Ông Trần Quý Thanh từng mời được ông Nguyễn Phú Trọng, tuy nhiên quen với ông Nguyễn Phú Trọng như quen với cọp dữ vậy. Nếu một ngày nào đó con cọp quay lại vồ lấy bạn mình thì cũng không có gì lạ. Lúc đó xem như Tân Hiệp Phát không phát mà lại hóa tàn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de với bản tin Tân Hiệp Phát đã đến hồi tàn,
con gái ông Trần Quý Thanh bị điều tra. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.